Và dường như chúng ta thường xuyên gây ra vấn đề cho chính mình và gây ra vấn đề cho những người khác. Và đấy sẽ là rào cản rất lớn của bạn. Rào cản của bạn. Bạn biết rào cản lớn nhất là cái gì không? Rào cản của mình lớn nhất á, không phải là ai đó phán xét, không phải là ai đó đánh giá. Rào cản của mình lớn nhất chính là mình. Rào cản lớn nhất của mình là chính mình. Tại sao mình sợ người khác phán xét và đánh giá mình? Bởi vì mình không tự tin với chính mình. Tại sao mình sợ người khác bỏ mình? Vì mình không có đủ tình thương với chính mình. Tại sao mình không kỷ luật được với bản thân mình? Bởi vì mình quá nuông chiều chính mình. Và rào cản lớn nhất của chúng ta không phải ai khác, đó là chính ta. Ngừng nuông chiều bản thân bạn, ngừng làm theo những cái bạn thích làm, những cái bạn quen làm, những cái bạn muốn làm. Hãy làm những thứ bạn cần làm và nên làm. Và cái điều bạn cần làm và nên làm đầu tiên á, đó là bạn làm gì thì làm, đừng gây thêm vấn đề cho chính mình. Nếu như bạn thấy việc ngồi đợi ông chồng đi nhậu về nó quá khổ, thì làm ơn đi ngủ để đừng gây thêm vấn đề cho chính bạn. Bạn thấy việc nói nhiều là mình đau họng mà người ta cũng không nghe ra thì làm ơn ngừng nói để không gây thêm vấn đề cho chính bạn. Để khi bạn đạt được cái cấp độ là không gây ra vấn đề cho chính mình, lúc đó dần dần bạn sẽ phát triển lên để bạn làm một việc cần làm nên làm mà giải quyết được vấn đề của mình và không gây thêm ra vấn đề cho người khác. Ví dụ, tại sao lại có quy định là chúng ta phải tắt điện thoại? Vì một tiếng chuông điện thoại vang lên gây ra vấn đề với chính mình và gây ra vấn đề cho những người khác. Và dường như chúng ta thường xuyên gây ra vấn đề cho chính mình và gây ra vấn đề cho những người khác. Và đấy sẽ là rào cản rất lớn của bạn. Bạn sẽ chỉ sửa được rào cản đó đến khi nào bạn tỉnh thức để ngừng gây ra vấn đề cho chính bạn mà thôi. Nhưng mà cái nào cũng có rào cản hết á. Chẳng cái gì là cái không có rào cản trên cuộc đời này. Giống như khi chúng ta ngồi thiền á, mình đâu ngồi im đâu. Bao nhiêu người đi ra đi vào rồi tiếng động đậy này, tiếng động đậy kia. Để rồi mình mở mắt ra là mình lại để ngoại cảnh tác động vào chính mình. Và ngoại cảnh nó sẽ không quan trọng bằng nội lực của bạn. Bởi vì bạn có kiểm soát được ngoại cảnh không? Bạn có kiểm soát được ai thích đổ rác lên đầu mình không? Không, nhưng bạn kiểm soát được việc mình có nhận rác hay không? Bạn kiểm soát được phản ứng của mình trước mọi sự vật và sự việc. Có một câu chuyện của Đức Phật. Khi người đang ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, có một người Bà La Môn nghe đồn rằng á, cái ông này là không có biết giận, thế nên là cố tình đến để chọc cho ông ấy giận, xem ông ấy giận không. Thế là đến nói đủ mọi lời miệt thị, cay độc xấu xa, đồ đạo đức giả, đồ nọ kia, nói hết. Thế Đức Phật vẫn ngồi im, chẳng si nhê gì, miệng vẫn mỉm cười. Sau đó thấy nói không ok, dùng hành động nhổ nước bọt làm đủ mọi điều. Và thấy Đức Phật vẫn như vậy. Sau đó Đức Phật mở mắt ra. Ta hỏi ngươi nhé, bây giờ nếu ngươi có một món quà, ngươi đem đi tặng người khác mà người ta không nhận, ngươi sẽ làm gì? À, ta sẽ mang về cho vợ con ta, tại người ngoài không nhận thì ta mang về nhà. Thế nếu ngươi tặng cho vợ con ngươi mà vợ con ngươi không nhận thì ngươi sẽ làm gì? Có sao đâu, món quà mà, ta giữ lại cho chính ta. Và Đức Phật nói, đúng rồi, ngươi vừa tặng ta rất nhiều món quà,
và ta xin phép được không nhận. Và thế là người này hiểu ra. Các bạn hiểu không ạ? Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An, và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!